Đây, sáng đưa khí đi học rồi tấp vô mua chứ con không có đi chợ được nữa. Chạy vô cậu Út con xin hai cái bông hồng này thơm phức luôn. Nhà có nguyên một cái bụi hồng mà được hai cái bông. Nè, bắp nè. Xôi đủ màu nè, có cái bánh ở ngoài nữa nè. À, bịch cà phê của mẹ để lại còn bịch nè, con pha cho bà nội nè. Cơm, ly trà. Vậy được rồi ha.